màn so tài giữa câu lạc bộ West Ham và Arsenal được các chuyên gia đánh giá nghiêng hẳn về phía đội khách. Đây là cơ hội để pháo thủ có chiến thắng thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường. Bất chấp việc Ruben Amorim chuyển sang dẫn dắt Manchester United, Arsenal được dự đoán sẽ có trận đấu khó khăn trên sân của Sporting Lisbon, đội trải qua chuỗi gần 30 trận bất bại trên sân nhà ở mọi giải đấu. Tuy nhiên, ngoại trừ khoảng thời gian 15 phút đầu hiệp 2, Arsenal có lẽ đã có một buổi tối thoải mái nhất từ đầu mùa giải cho đến nay, khi Gabriel Martinelli Kai Havertz, Bukayo Saka, Gabriel Magajas và Leandro Chosat đều góp công vào chiến thắng của đội bóng nước Anh trên đất Bồ Đào Nha. Việc đánh bại Sporting với tỷ số 5-1 đã đưa Arsenal lên vị trí thứ 7. Nếu giữ được vị trí này sau giai đoạn phân hạng họ sẽ có vé vào thẳng vòng 1-8. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Arsenal, trước đó là chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Nottingham Forest ở ngoại hạng Anh. Chiến thắng đã chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng tại giải đấu và giúp đội bóng của Ateta giữ vững vị trí trong top 4 hiện Arsenal đang xếp thứ tư, kém đội đầu bảng Liverpool 9 điểm. Tuy nhiên với việc Man City thua 0-4 trước Tottenham trên sân nhà ở vòng đấu vừa rồi, khoảng cách giữa pháo thủ và Man xanh hiện chỉ còn một điểm. Ở vòng 13 ngoại hạng Anh, Liverpool sẽ tiếp Man City trên sân nhà. Việc hai đội đầu bảng đụng độ là cơ hội để những đội xếp sau như Arsenal rút ngắn cách biệt. Thầy trò Mikko Ateta sẽ làm khách trên sân của đội bóng cùng thành phố West Ham ở vòng đấu này. Nhận định West Ham vs Arsenal nghiêng hẳn về phía đội khách đây là cơ hội để pháo thủ có chiến thắng thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường. Câu lạc bộ Arsenal đã không thắng trên sân khách ở ngoại hạng Anh kể từ giữa tháng 9, nhưng họ đặc biệt có duyên với những trận derby London. Cụ thể, Arsenal chỉ chịu thất bại trong hai trong số 26 trận derby London tại Premier League kể từ đầu mùa giải 2022-2023 và họ chỉ một lần không ghi bàn trong chuỗi trận kể trên. Tuy nhiên, trận đấu duy nhất trong chuỗi trận đó mà Arsenal không ghi được bàn thắng lại là trận đấu với đội chủ nhà West Ham. Đội chủ nhà vừa có trận đấu hay nhất mùa giải. Họ đánh bại Newcastle với tỷ số 2-0 ngay tay siêu tầm James Park, Thomas Sušek và Aaron Wan-Bissaka là những người ghi bàn cho đội bóng của Lopetegui giúp họ giành chiến thắng đầu tiên trên sân khách kể từ cuối tháng 8. Chiến thắng trước Newcastle giúp chiếc ghế của cựu huấn luyện viên Wolf bớt lung lay phần nào. Ba điểm cũng giúp búa tạ vươn lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng, hơn 6 điểm so với vị trí thứ 18 của Ipswich Town. Tất nhiên, West Ham chi rất nhiều tiền ở hè 2024 không phải để hoàn thành mục tiêu trụ hạng họ muốn hướng đến những tấm vé dự cúp châu Âu. Khoảng cách giữa West Ham với vị trí thứ 6 của Brighton chỉ là 4 điểm. Bởi vậy nếu đội bóng thành London chơi tốt trong phần còn lại của mùa giải, họ hoàn toàn có thể hy vọng trở lại cúp châu Âu mùa tới. Theo thống kê, West Ham chỉ giành được 7 điểm trong 9 trận sân nhà gần nhất ở Premier League. Số điểm đó đến từ hai chiến thắng trước Ipswich Town và MU. Ngoài ra còn từ trận hòa với Everton, nhưng búa tạ chỉ thua một trong 4 trận gần nhất trước Arsenal trên sân nhà ở Premier League. Tuy nhiên, Trận thua đó xảy ra trong trận đối đầu gần đây nhất tại sân vận động London khi Arsenal hủy diệt West Ham với tỷ số 6-0 vào tháng 2 năm 2024, trả thù cho trận thua 0-2 tại Emirates và trận thua 1-3 tại Cúp Liên đoàn Anh cùng mùa giải đó. Về mặt lực lượng, trung vệ Gabriel dính chấn thương trong chiến thắng trước Sporting, hiện vẫn chưa biết anh có thể ra sân trước West Ham hay không. Ateta có hai giải pháp cho khả năng vắng mặt của Gabriel, đó là để Jacob Kiwia đá trung vệ hoặc Ricardo Calafiori vào vị trí trung vệ và đưa Alexander Zinchenko ra biên. Chosat và Miko Merino có thể ra sân ngay từ đầu, nhưng Ben White và Takehiro Tomiyasu bị chấn thương đầu gối là không thể ra sân bên phía pháo thủ. Đội chủ nhà vẫn không có Mohamed Kudus, người đang thụ án treo giò 5 trận, nhưng Edson Alvarez cũng đã trở lại sau án treo giò 2 trận. Niklas Fulkrak tiếp tục vắng mặt vì chấn thương và dinh. Claire Todibo đã bị đau trong trận thắng trước Newcastle vì vậy nếu anh không ra sân, Dinos Mavropanos có thể đối đầu với đội bóng cũ. West Ham đang nằm ở nhóm cuối bảng, trong khi Arsenal đang xếp thứ tư. Chất lượng đội hình của pháo thủ được đánh giá cao hơn, nhưng West Ham thường xuyên gây khó khăn cho họ trên sân nhà. Búa tạ đang hưng phấn sau chiến thắng trước Newcastle. Họ có thể không giành điểm trước Arsenal, nhưng có thể tránh một thất bại với tỷ số cách biệt. Những trận đấu gần đây giữa hai đội bóng này thường có nhiều bàn thắng. Cụ thể, Năm trong 6 trận gần đây có nhiều hơn 2 bàn. Trận đấu tại sân của West Ham mùa trước có 6 bàn thắng được ghi. Hàng công Arsenal đang vào form trở lại, trong khi búa tạo hoàn toàn có cơ hội ghi bàn trên sân nhà. Nếu kịch bản cả hai đội cùng ghi bàn xảy ra, trận đấu này rất có thể sẽ xuất hiện ít nhất 3 bàn.